Trực tiếp Brazil với Paraguay, chinh phục tứ kết Copa America 2019, đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu, link xem trực tiếp được đăng ở phần mô tả dưới video. Mười hai năm trôi qua kể từ lần gần nhất vô địch Copa America, Brazil vẫn là con số không ở mọi mặt trận mà đội tuyển quốc gia nước này tham dự. Dù ở giải đấu nào, Brazil cũng là ứng viên vô địch số 1. Thầy trò huấn luyện viên Tai từng dự World Cup 2018 với nhiều kỳ vọng, song đổi lại chỉ là nỗi đau với trận thua 1-2 trước Bỉ ở tứ kết. Từ sau kỷ nguyên thành công của Luis Felipe Scolari vô địch World Cup 2002, Brazil mới có lại một chiến lược gia đủ giỏi để mang lại niềm tin cho người hâm mộ. Huấn luyện viên Scolari ở nhiệm kỳ 2 hay Carlos Dunga đều không tạo được dấu ấn cụ thể như Tai. Dưới thời chiến lược gia từng làm việc ở UAE và thành công cùng Corinthians, Brazil chơi thứ bóng đá khoa học, thực dụng song cũng không kém phần hiệu quả. Ở vòng bảng, Brazil bất bại cả 3 trận, ghi 8 bàn, không thủng lưới lần nào. Nếu màn hủy diệt Peru cho thấy Brazil đã nóng máy, thì ngay cả trong 90 phút mất điểm trước Venezuela, Brazil cũng thể hiện được sức mạnh với thế áp đảo hoàn toàn và chỉ chịu hòa khi bị VAR cướp đi 2 bàn thắng. Brazil hiện tại có nhiều ngôi sao trên hàng công và hứa hẹn sẽ xé toang hàng thủ Paraguay một khi Gabriel Jesus, Roberto Firmino hay đặc biệt là Philip Coutinho vào đà. Dù vậy, Paraguay không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng của Oscar Cardoro được mệnh danh là vua hòa ở Copa America. Paraguay từng vào chung kết với 5 trận toàn hòa và trình diễn lối đá như một đội bóng Italia điển hình. Mùa giải năm nay, Paraguay hòa 2, thua 1, có 2 điểm trên 3 trận và may mắn đi tiếp với đội thứ 3 xuất sắc nhất. Ở giải đấu mà 8 trên 12 đội dự giải vào tứ kết, Paraguay là đội duy nhất không cần thắng trận nào cũng vượt vòng bảng. Những kẻ chết hụt từng sống dai, Paraguay sẽ là vật cản đáng gờm với Brazil, đơn giản vì họ không có gì để mất. Thầy trò huấn luyện viên Tai phải rất cẩn thận những đối thủ như vậy.